chào tất cả mọi người nha. Rất vui được gặp lại mọi người trong cái clip ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ làm thêm một chiếc bút bánh tự chế nữa nha mọi người. Cái video đợt trước mình đang test thử chiếc bút bánh mà bằng máy cắt cỏ 260 mọi người. Mình đem mình chở lúa đó, thì có chia sẻ lên Facebook cho mọi người cùng xem. Và có một người bạn cũng đam mê xe chế mọi người, bạn ấy mới đặt mình một chiếc như vậy. Thì hôm nay sẵn tiện mình làm thêm một chiếc nữa là mình chia sẻ cho mọi người cùng xem luôn. Rồi bây giờ hôm nay mình sẽ làm phần khung sườn trước nha mọi người, rồi clip sau mình sẽ gắn máy và test thử nha mọi người. Rồi mời mọi người cùng làm với mình nha. Mình cũng mới vừa đi mua sắt về luôn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ làm khung sườn trước nha. Đây sắt mình sử dụng là sắt 25x50 nha mọi người. 1 ly 4. Sắt này nó dày. Cũng cứng sườn nữa nha mọi người. Đây, 25x50.
thống bánh lái nha mọi người. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái mặt đạn giỏng nha mọi người, mặt đạn đưa giỏng á, làm bằng mặt đạn cho nó cứng cáp cái hệ thống lái của mình nữa. Với lại mình cắt cái này ra là mình hạ xuống nhà nha mọi người, cho nó mặt đạn nó nằm ở dưới cho nó nghe nhìn cho nó dễ coi hơn rồi. Phần khung sườn mình đã cũng làm thằng xong rồi nha mọi người. Mình đã ráp xong cái vô bốn cái bánh vô sườn rồi. Bây giờ mình sẽ làm phần đuôi nha mọi người. Sẽ thiết kế theo kiểu chiếc xe đuôi F1 nha mọi người. Có cái đuôi nhỉnh lên nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cái đuôi nha mọi người. Thank you.
tôi cũng đã xong rồi mọi người. Cũng cũng được đấy. Bây giờ mình sẽ ráp bánh sau lại nha mọi người. Cho xe đứng lên. Cũng 8-9-10%